xin gửi lời chào đến các em gái ở đây và dành tặng các em gái bài hát tiếp theo. Trước khi bài hát tiếp theo thì bộ phận ánh sáng có thể bớt ánh đèn ở đằng sau kia được không ạ? Có vẻ nóng á. Và bài hát tiếp theo là khá là lãng mạn. Bài hát anh em thuộc list bài luôn. Mọi người tập bật flash sẵn rồi này. Mọi người có vẻ biết rồi. Mọi người thì biết thủ tục bài này chưa? Để hồ dương sáng nhất đêm nay nhá. Với anh tắt cái đèn vàng luôn kia anh ơi, cho nó đỡ nóng. Đấy. Ok, bài hát tiếp theo. Từng ngày em đến, từng ngày em đến. Từng ngày em đến anh vẫn luôn là mình à? Phía bên ngoài cạnh cửa, riêng hôm nay có thể đến muộn là em bình yên thêm chút nữa. Cuộc đời này bằng mặt ngọc ngà với người còn quý giá đến mấy. Cho tôi đổi lấy thêm mấy phút em đang say giấc trong vòng tay. Em đến anh bao ngày đã xua tan màn đêm nơi chân trời.